10 loại đá quý hiếm nhất thế giới. Nhắc tới đá quý, nhiều người cho rằng kim cương là loại đá quý hiếm nhất thế giới. Nhưng trên thực tế, có một số loại đá còn có giá trị và quý hiếm hơn kim cương nhiều lần. Dưới đây là 10 loại đá quý đắt đỏ nhất thế giới. Chemechevai, 2.000 USD 1 carat. Chemechev là tinh thể màu lam thuần khiết tuyệt đẹp, được xếp vào hàng những loại ngọc hiếm hoi nhất trên thế giới. Tinh thể này được đặt theo tên của nhà khoáng vật học người Nga Pavel Chemechev sau khi ông phát hiện ra nó vào năm 1883 tại Namibia. Trong tự nhiên, khoáng vật này còn có màu vàng nhạt hoặc không màu và ở hình dạng thuôn dài hình tháp. Nó cũng đã từng bị nhầm với ngọc biển Aquamarine trong quá khứ. Vào đầu năm 2005, một viên Chemechev nặng 2,93 carat được giao bán trên mạng với giá 2.000 đô la Mỹ một carat, tương đương với 42 triệu Việt Nam đồng một carat. Ngọc Opal đen, 2.355 USD một carat. Opal bắt nguồn từ tiếng La Mã cổ là Opalus, nghĩa là có màu cầu vồng. Viên ngọc hình mắt mèo này được xếp vào hàng quý hiếm bởi Opal, có đầy đủ các màu của những loại đá quý khác cộng lại. Riêng opal đen là loại đá quý có giá trị cao nhất khi xếp bên cạnh những loại như opal trắng, opal lửa. Chúng còn được cho là có tác dụng tăng thị lực, giúp tóc không bị bạc. Trên thế giới, Úc được xem là quốc gia sở hữu mỏ khoáng chất chứa opal nhiều nhất, chiếm 95%, còn lại nằm rải rác ở các quốc gia như Mexico, Bắc Brazil, hai tiểu bang Idaho và Nevada của Mỹ, mới được tìm thấy ở Ethiopia và Mali. Ngọc lục bảo, beryl đỏ, 10.000 USD 1 carat. Viên beryl đỏ quý hiếm này chủ yếu được khai thác ở dãy Thomas và núi Guagua ở tiểu bang Utah, Mỹ và một số nơi ở Mexico. Tại những nơi này, người ta tìm thấy beryl đỏ trong khoáng rhyolite, nơi những viên ngọc được kết tinh ở mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa. Có thể nói trên thế giới rất khó có thể tìm thấy mẫu khoáng vật quý hiếm được cắt mài tự nhiên như viên ngọc beryl đỏ này. Mers Gravite, 35.000 USD 1 carat. Mers Gravite là một trong những loại đá quý mới nhất và hiếm nhất trên thế giới. Chúng là một khoáng chất silicat có thành phần là beryllium, Be, Mage, Mg và nhôm Al. Tinh thể này được đặt theo tên của dãy núi Musgrave ở miền trung nước Úc, nơi chúng được tìm thấy lần đầu tiên. Về sau, người ta tiếp tục tìm thấy Musgravite ở đảo Greenland, Đan Mạch và ở Madagascar. Năm 1993, hai viên Musgravite mài sáp quý hiếm được tìm thấy lần đầu tiên tại Sri Lanka. Grandi Diorite, 50.000 USD, 0,5 carat. Khoáng chất quý hiếm màu lục phớt lăng này được tìm thấy chủ yếu ở bán đảo Madagascar và được đặt theo tên của nhà thám hiểm kiêm sử học tự nhiên người Pháp Alfred Grandidier, là một trong nhóm người khai quật được bộ xương chim voi nặng gần nửa tấn ở Ambolisatra, Madagascar. Viên đá cắt xác đầu tiên và duy nhất được tìm thấy cho tới tận bây giờ là ở Sri Lanka. Ban đầu, nó bị nhầm tưởng với ngọc Long Serendipite và sau đó được giáo sư khoáng vật học người Thụy Sĩ Edward G. Kubelin, sinh năm 1913, mất năm 2005, mua lại vào tháng 5 năm 2000. Viên đá này có khối lượng là 0,29 carat và có khả năng thay đổi màu sắc từ lam, lục sang sáng trắng. Pinite, 50.000 đến 60.000 USD 1 carat. Viên đá này từng được cho là khoáng vật quý hiếm nhất trên trái đất và cho đến nay vẫn được xem là hiếm có. Năm 1950, nhà khoáng vật học người Anh đã phát hiện ra viên đá này lần đầu tiên tại Myanmar. Khi được thẩm định là loại khoáng vật mới, nó được đặt theo tên của ông là Arthur Siddipen. Qua nhiều năm, người ta cũng mới chỉ tìm thấy ba tinh thể pinite nhỏ trên thế giới. Cho đến trước năm 2005, có khoảng dưới 25 tinh thể được khai quật ở Myanmar. Ngọc hồng lựu màu lam,
1,5 triệu USD một carat. Trên thế giới hiện nay, ngọc hồng lựu được tìm thấy với rất nhiều màu sắc như đỏ, cam, hồng, vàng, lục, tím, nâu đen và không màu. Trong đó, ngọc hồng lựu màu lam là hiếm nhất, được phát hiện vào cuối những năm 1990 ở Berkeley, Madagascar và một số nơi khác tại Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Viên ngọc này có khả năng đổi màu từ lục pha lam dưới ánh sáng mặt trời sang màu tím dưới ánh sáng của đèn dây tóc. Có hiện tượng này là vì trong thành phần ngọc hồng lựu lam có chứa nhiều khoáng chất và vanadi, một kim loại hiếm có màu xanh, bạc, xám. Năm 2003, viên hồng lựu lam nặng 4,2 carat được bán với giá 6,8 triệu đô la Mỹ. Ngọc long serendipite 1,8 đến 2 triệu USD một carat. Viên ngọc có công thức hóa học phức tạp khác thường, gồm canxi, magie, nhôm, silicon, boron và oxy này là loại khoáng vật màu xanh, cyan, có nguồn gốc từ Sri Lanka. Cho đến nay, trên thế giới chỉ mới có 3 viên serendipite cắt xác được tìm thấy, với khối lượng lần lượt là 0,35 carat, 0,55 carat và 0,56 carat. Hai viên đầu tiên được phát hiện bởi chuyên gia đá hiếm D.P. Kunasekera, sau đó được giáo sư người Thụy Sĩ Ichi Kubelin mua lại. Trong đó, viên nhỏ nhất được tính với giá 1,43 triệu đô la Mỹ một carat. Kim cương đỏ 2 đến 2,5 triệu USD một carat. Hiện nay trên thế giới, kim cương đỏ là loại khoáng vật hiếm khó được phát hiện nhất trong các loại đá quý tự nhiên. Thậm chí còn có rất ít người có cơ hội nhìn chúng trực tiếp. Viên đá quý hiếm này không đơn thuần là có màu đỏ thẫm hay đỏ tươi mà mang màu đỏ tía. Dù ở kích thước và khối lượng nào thì kim cương đỏ là một trong những viên kim cương đắt nhất trên thế giới. Vùng mỏ Arkaio của Úc là nơi sản xuất lượng nhỏ loại đá quý này. Và cứ một hoặc hai năm người ta lại chọn lấy viên kim cương đỏ đẹp nhất, lớn nhất ra bán đấu giá để thu về hàng triệu đô la. Ngọc bích jadeite hơn 3 triệu USD một carat. Cho đến nay, ngọc bích jadeite vẫn được xem là loại đá kỳ bí, hiếm có và đắt đỏ nhất trên thế giới. Do tính chất đổi màu từ lam sang đỏ và ngược lại, nên ngọc bích jadeite còn có cái tên là phỉ thúy. Loại ngọc tuyệt đẹp này có nguồn gốc chủ yếu ở Madagascar. Ngoài ra, nó còn được tìm thấy ở Mexico và tiểu bang California, Mỹ. Năm 1997, mức giá kỷ lục cho món đồ trang sức gồm 25 viên ngọc jadeite đường kính 0,5 mm được bán với giá 9,3 triệu đô la Mỹ, tương đương 195 tỷ Việt Nam đồng. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.